tự ý vào lòng của dancer rồi có hành động quá đà của ông khiến nhiều người bức xúc. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông có hành động quá khích khi tự ý vào lồng nhảy của nữ dancer ở Hạ Long đã khiến nhiều thành viên mạng xã hội bức xúc, khi mặc dù ông đã lớn tuổi nhưng lại có hành vi không mấy đẹp đẽ trước mặt hàng trăm người xung quanh, trong đó có cả trẻ em. Được biết, video quay tại địa điểm nổi tiếng là một quán bar ngoài trời ở Hạ Long, nơi được rất nhiều người biết đến trong thời gian vừa qua. Khi có ai nhìn thấy ông nhà tôi đâu không? Thì nhảy trong lồng kính ở đây. Có ai nhìn thấy ông nhà tôi đâu không? Ông ơi, ông ơi! Ôi giời ơi! Cụ năm nay ngoài 70 rồi. Cụ để cho con cháu người ta chơi. Thời trẻ không được chơi nhởi hay về già lại đổ đốn như vậy cụ. Cuối cùng bây giờ chắc là cháu có cả chục đứa rồi. Bây giờ cụ lên đây nó ngậm tiền, rút tiền làm phản cảm như vậy. Nhưng phía dưới là hàng trăm hàng nghìn là cháu bé. Rồi phụ nữ người ta đánh giá. Mình già rồi để cho giới trẻ người ta chơi. Khu vực người ta làm ăn, kinh doanh người ta cũng phải có những cái cách cây cầu. Cụ có nhu cầu thì cụ vào phòng chú kín đấy. Nhưng ba cái chơi nơi như vậy cụ bo cho người ta, tiếp cho người ta, cụ tiếp lịch sử thôi chứ ai lại đi làm như vậy, lên nhảy nhảy nhố nhăng nhìn không thể chấp nhận được. Cái trẻ lên vậy mình còn thấy nó ngứa mắt nữa, rồi giờ một cái cụ già tóc bạc phơ lên trên hành động nhảy nhảy múa múa rồi ngậm tiền rồi đút tiền rồi khoác vai làm vậy, con cháu nhìn vào rồi vợ con nhìn vào rồi cháu chắt nhìn vào sao được cụ. Cụ làm gì thì làm, nhu cầu thế nào cũng phải để ý cho người ngoài với chứ, cái gì cũng có mức giới hạn mức độ thôi.